Chào các bác nhé, hôm nay em lại chăn cá buổi sáng. Đây cỏ em cắt, vừa cắt được một ít cỏ. Cá ăn buổi sáng đây. Mặt trời ở phía đằng xa xa đang chuẩn bị mọc lên. Mấy con cá rô to này mà quăng một phát chài thì rộng, này quăng một phát chài phải được mấy chục con. Chào các bác nhá, các bác nhớ ấn like và đăng ký để ủng hộ kênh của em nhá. Xin cảm ơn các bác đã xem video của em. Hôm nay chăn cá sớm hơn mọi khi. Mặt trời còn chưa mọc lên, sớm hơn khoảng 10 phút.